Rồi, sao lại bị bao nhiêu năm rồi em? Hơn 8 năm rồi anh. Hơn 8 năm hả? Dạ. Đó giờ em có làm phương pháp gì chưa? Em có làm lăn kim với lại laser. Rồi, làm ở đâu? Làm ở bên Mỹ anh. Rồi, làm lâu chưa? Em làm cách đây khoảng tầm 1 năm trước. Rồi, em làm nhiều lần không? Một lần là làm 6 lần. Một lần là 6 lần anh. Một bất kỳ một gói của nó đúng không? Làm 6 lần. Mỗi lần cách nhau từ 3 tới 4 tuần. À, là laser 6 lần. Dạ đúng. Lăn kim khoảng tầm 6 lần. 6 lần luôn anh. Rồi, em thấy nó cải thiện không? Có cải thiện nhưng mà nó chỉ cho làm cho mình trắng hơn với lại nó biến sáng hơn thôi chứ nó không có cải thiện cái sẹo. Sẹo là không cải thiện. Nghĩa là sẹo của em biết dạng gì không? Dạ không anh ơi. Nãy tư vấn rồi đó, ba dạng sẹo. Rồi, nhớ chưa? Nhớ rồi đúng không? Ba dạng sẹo đúng không? Đáy vuông nè, rolling lần sóng có. Đáy dọn rất nhiều ha. Đặc biệt là cái tình trạng đáy vuông của em nhìn rất rõ đúng không? Dạ. Cứ là bây giờ nhìn vô khuyết điểm là nhìn thấy nó đầu tiên đúng không? Dạ đúng không. Rồi, bên này cũng vậy ha. Bị nhiều sẹo bị có làm cho mình bớt đẹp trai đi không? Thiếu tự tin. Đúng rồi, kiểu cảm giác như là móc dáng mình đang ok đúng không? Giờ cái da nó không được láng, cái cảm thấy bị tự tin bên trong hả? Dạ. Có ngại giao tiếp không? Không anh. Không ha. Đó là một lợi thế của em đó. Rồi, còn nhiều bạn bạn nó bị nhiều á, bạn không dám ra đường á em. Ra đường hoặc là ra đường nó cứ đeo khẩu trang hoài á. Đó, mấy đứa bên này nó hay vậy ha. Nên mà cố gắng, khi có sẹo thì mình hoàn thiện hơn á, cũng là một cái điều tốt hơn để bề mặt để giao tiếp cho mình á. Dạ. Rồi, có thể mình không thấy tự tin nhưng mà cái người đối diện họ hay để ý. Hình dung không? Rồi, dạ. Thấy làm như thế nào, biết tâm về để làm? Tại thấy khi mà anh làm á thì anh có quá trình của mỗi người á. Họ có cải thiện lên, với lại em cũng chỉ hy vọng là ít nhất là khoảng một nửa thôi cũng được. Nên đó lý do sao em quyết định làm. Ok, nghe là mình muốn cái sự hồi phục trông thấy đúng không? Và ở anh thì em thấy điều đó. Rồi, cái quá trình làm cũng thực tế ha. Quay hình ảnh trước sau rất rõ ràng đúng không? Rồi, ok ha. Hôm nay mình sẽ làm đúng không? Dạ. Là phương pháp nào? Cái đáy sẹo nè. Đáy sẹo. Rồi mai bìm sẹo nè. T-say, rod sẽ đáy nhọn nè. Rồi PRB đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi huyết tương nhau tiểu cầu nè. Rồi ok, hôm nay mình làm nhá. Rồi sau đó em quay về Mỹ lại đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi khi nào có thời gian về làm tiếp ha. Dạ. Rồi, cái động viên các bạn không? Tìm đúng nơi đúng chỗ. Rồi ok, cảm ơn em ha. Bây giờ mình làm nha.